Rất vui khi được gặp lại anh chị trong video ngày hôm nay. Tiếp tục chia sẻ video về nhà và đất. Ngày hôm nay, Hoàng kênh Điện Thoại Tây Ninh sẽ chia sẻ anh chị một cái lô đất nằm tại vị trí là ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Có một cái con đường mương nước đi với ngang với cái tranh của đất và nằm vị thế mặt tiền đường đất đỏ lớn và cứng, cách khu dân cư chỉ khoảng 200m. Một cánh đồng ruộng mênh mông hả anh chị. Và lô đất ngày hôm nay rất là phù hợp với anh chị cô chú nào hiện tại là muốn mua đất để lập vườn đầu tư dài hạn ha. Đấy, cung đường đỏ rất là cứng ha anh chị. Hiện tại đang mùa mưa mà xe vào ra vẫn thoải mái luôn ha. Đây, có một cái con đường mương nè, nước chảy quanh năm luôn ha anh chị. Và đây là miếng đất của mình. Đường mương này thì nó đi giáp ranh với miếng đất của mình, với cái đồng lúa kế bên ha. Cho anh chị xem lại mặt tiền đường đất đỏ nữa nè. Cái hướng này ra ngay đường DT796 là khoảng độ 200 đến 300 mét thôi. Còn hướng này tiếp tục chạy vào là khu ruộng canh tác ha anh chị. Đây, bây giờ em chỉ ranh ha, từ vị trí này kéo dài sang phải tới đây là 38 mét. Đất của mình là hình vuông ha, dài xuống là 61 tới cái trụ này. Và từ đây kéo dài qua vẫn là 38 mét như mặt tiền. Ở cạnh này vẫn là 61 mét. Như đối diện bên cạnh bên kia ha, một lô đất khá là vuông nhất. Thì bây giờ để minh chứng điều đó, em sẽ cho anh chị xem được cuốn sổ ngày hôm nay. Tình trạng của quyển sổ hồng này là chính chủ đang nằm tại nhà, anh chị mua thì công chứng sang tên ngay trong ngày ha. Đây là bề mặt thông tin của cuốn quyển sổ cũng như là hình dạng thửa đất, thì em sẽ zoom lại từng phần cho anh chị xem sẽ rõ hơn. Phần thông tin thì như vị trí ban đầu em đã nói á, nằm tại ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cách trường tiểu học Trà Sim là khoảng 1 cây số nè, và cách chợ Gò Nổi là khoảng 2 cây số. Về ngay ủy ban nhân dân xã Ninh Điền là khoảng 4 cây số. Và cũng như là cách đường DT796 là đường quy hoạch lộ giới 45m, rất là nổi tiếng á, là khoảng 300m. Khu đông dân cư xung quanh đây thì có quán tạp hóa, quán sửa xe cũng khá là đầy đủ ha. Về phần diện tích thì tổng diện tích của nó là 2.318,1 m². Mục đích sử dụng đất là đất trồng lúa nước còn lại là LUK. Và thông báo anh chị hiện tại thì miếng đất này là miếng đất chưa thổ cư, và với thời điểm hiện tại thì chưa lên thổ cư được. Đó là thông tin em chép từ địa chính xã ha anh chị. Và đó cũng sẽ là thông tin rất là rõ ràng, minh bạch để anh chị nào có nhu cầu mua đúng với mục đích sử dụng của mình thì thuận mua vừa bán ha. Và trong một vài năm tới á, thì nếu mà khu vực này đã gần sát khu dân cư rồi thì sẽ đưa vào kế hoạch sử dụng đất của xã là thành lập khu dân cư, thì miếng đất này cũng sẽ được tiến hành lên thổ cư. Còn tình trạng hiện tại xin thông báo lại là chưa lên thổ cư được ha anh chị trong năm nay. Rồi, tiến hành mình sang hình dạng thửa đất. Còn đây là hình dạng thửa đất của mình anh chị. Một miếng đất với cái vị thế khá là đẹp luôn, có thể nói là cái hình sổ mà em thích nhất từ trước đến nay. Thì anh chị thấy được á, bốn cạnh của nó đều là vuông nhất luôn, bằng nhau hết. Phần mặt tiền là 38 m, cái mặt hậu vẫn là 38, còn hai cạnh dài xuống vẫn là 61 m, nó đối xứng với nhau ha. Ngoài ra thêm một cái thông tin rất là đặc biệt nữa là có một cái con mương nằm ở bên cạnh 61 m này nè anh chị. Đấy, nước chảy thì xuyên suốt ha. Cho nên là nếu mà mình trồng cây, lập vườn thì cũng rất là hợp lý cho miếng đất này. Có nước tưới tiêu và đường điện đi trước đất. Mặt tiền của mình thì là đường đất đỏ rồi. Và đây là một trong những cái hiện trạng rất là tương lai đầu tư sau này. Đường xá chạy thông thoáng và sát khu dân cư. Kỳ vọng nó lên thổ cư nữa thì cái miếng đất này đầu tư rất là ngon ha anh chị. Còn cái giá bán mà chủ kêu bán rất là thiện chí để anh chị có thể mua. Thì hướng đất ngày hôm nay là hướng đông nam. Đấy. Bây giờ thì mình quay ra thực tế để review miếng đất ha. Đây là cái rạch mương nằm bên cái phần 61 m hậu nè anh chị, dài xuống á. Nước đang chảy và cá cũng rất là nhiều ha. Và như thế nước này thì anh chị chỉ cần khai cái bờ hoặc là bơm vào trong đất của mình là tưới cây được rồi. Nó sẽ thông qua cái bào bên đây luôn ha anh chị. Đó, cá ăn móng quá trời luôn. Rất là đã ha anh chị. Một khung cảnh vùng quê bình yên. Đấy.
Đây, bây giờ anh chị theo chân em để đi hết cái phần mặt tiền là 38 mét đường đỏ ha anh chị. Đường điện thì đi ngang đất đó. Và cặp ranh đất của mình phía xa xa bên kia thì người ta đang trồng một vàng bí ha anh chị. Ở đây thì cái view có thể nhìn thấy núi Bà Đen Tây Ninh luôn nè. Từ vị trí của mình di chuyển về ngay trung tâm của thành phố Tây Ninh đó là khoảng độ 15 cây. Về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 80 cây. Và về trung tâm của thị trấn Châu Thành là khoảng 25 cây ha anh chị. Mình đã đi hết cái phần mặt tiền đường là 38 mét dài ngoằng luôn. Và từ cái trụ này mình sẽ đi thẳng xuống cái trụ phía dưới là 61 mét. Đấy, ngay giúp em chỉ tay. À, mặt bằng đất thì rất là thoáng luôn ha. Nó ngang với mặt tiền đường. Cái này thì đất rất là tốt, mình có thể trồng cây ăn trái từ cây mít nè, cây sầu riêng nè, và một số loại cây ăn trái khác thổ nhưỡng rất là tốt ha. Và đặc biệt vẫn nhấn mạnh lại là đường nước này thì tưới tiêu rất là tốt rồi, tạo cho cảm giác thoải mái, cũng như là có cái nguồn nước sẵn ở nước mặt mình có thể tưới cây luôn khỏi cần khoan giếng ha anh chị. Và xin nhắc lại thêm một thông tin nữa là đất của mình là hiện tại chưa lên thổ cư được. Để những anh chị nào đang theo dõi kênh Điện Thoại Tây Ninh nắm sát được cái thông tin cho mình đỡ phải thắc mắc ha. Đúng nhu cầu của mình mua để đầu tư đường dài, chờ cơ hội phát triển khu dân cư thì miếng đất của mình giá trị rất là cao. Còn hiện tại bây giờ một tí á, thì em sẽ báo cái giá mà thiện chí chủ muốn bán miếng đất này nhanh. Đây, tới cái trụ này là đã đi hết 61 mét rồi anh chị. Và từ vị trí này anh chị kéo dài sang bên trái là vẫn là 38 mét bằng với phần mặt tiền đường của mình. Cạnh bên kia thì dài lên cũng là 61 mét. Và khu vực này thì đa phần là canh tác nông nghiệp như thế này thôi. Còn dọc ra ngoài mặt tiền đường DT796 thì nhà cửa khá là đông ha, cũng như là quán xá. Thì chỉ cần cách đất của mình khoảng 200 mét thôi là khu dân cư, đất vị trí đó đã lên thổ cư được rồi. Nói chung là của mình tiện cận khu dân cư. Và với cái thế đất như thế này, một ở vùng quê nữa, thì khi mà mình mua về có thể xây một cái căn nhà cấp 4 nhỏ để giữ đất hết anh chị. Ngoài ra có thể lập một mảnh vườn, chứ chưa cần điều kiện là có thổ cư rồi mới xây nhà. Đó thì đa phần là một số anh em kênh ở Tây Ninh cũng đã phân tích cho anh chị nắm được cái vấn đề này rồi ha. Đó, cạnh bên đây là giáp với cái con mương nè, cũng đã thể hiện trên sổ. Nó sẽ không nằm ở trong đất của mình ha anh chị, mà nó nằm là cặp ranh. Đấy. Khu vực này thì truyền đường điện để đi vào canh tác ở một số miếng đất phía trong nè. Phía trong đây thì chắc sẽ không có đường vào rồi. Đấy, người ta đi đường bờ ha. Thì đúng như câu nói là tiền nào của nấy thôi. Đất đẹp và mục đích sử dụng đất là lúa ca thì giá bán thì sẽ phù hợp với cái hiện trạng lúc này, chứ chủ sẽ không kêu quá cao để cho anh chị có thể trả giá ha, và kêu sát giá luôn. Rồi, mình tiếp tục di chuyển lên cái phần mặt tiền đường ha, đi theo cái bờ mương này nè. Và những anh chị nào đã từng liên hệ với em đặt tiền mua đất có đường nước đi với sát ranh đất như thế này thì ngày hôm nay miếng đất này cũng sẽ là phù hợp với anh chị. Thì không ưng ý 100% nhưng mà cũng khoảng độ 90% thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 098 18 77 139 hoặc là số là 0908 44 9595 để có thể gặp Hoàng dắt đi xem đất và gặp trực tiếp chủ xem sổ chốt ngay ha. Đấy, mình đã đi hết cái phần diện tích đất của mình rồi. Không gian khá là thoáng. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển từ cái vị trí lô đất này ra ngoài mặt tiền đường DT796 và khu dân cư. Cách đất của mình chỉ khoảng 200 đến 300 mét thôi, khá là gần ha. Và xin chia sẻ anh chị thì hiện tại chủ đang kêu bán toàn bộ cái lô đất này hơn 2.300 mét vuông với 38 mét mặt tiền đường hậu dày vô 61, và hiện trạng là đất lúa ca với cái giá là 33 triệu một mét. Đấy. Giá này thì chủ có thương lượng giấy tờ nữa thôi ha anh chị. Và lấy cái giá mà 33 triệu này nhân cho 38 mét mặt tiền đường, tổng giá trị lô đất của mình sẽ là 1 tỷ 254 triệu. Đấy.
Nhắc lại một lần nữa là 1 tỷ 254 triệu mình có thể sở hữu toàn bộ lô đất này. Rồi, chạy tới đây là bắt đầu anh chị thấy được khu dân cư, nhà cửa và ngoài đường thì là quán xá ha anh chị. Rất là gần luôn. Rồi, mình thấy xe lớn chạy ở ngoài không? Ngoài đó là đường DT796 rồi, di chuyển quẹo bên phải á là về ngay ngã tư Long Vĩnh là đường DT786 về thành phố Tây Ninh cũng như là thị trấn Bến Cầu. Còn quẹo sang trái trên tuyến đường DT796 này thì mình sẽ ra ngay cái đường DT781 để về thị trấn Châu Thành. Thì trên đây là tất cả thông tin mà em muốn chia sẻ anh chị trong video clip ngày hôm nay. Anh chị nào thích lô đất này phù hợp với nhu cầu của mình và tất cả thông tin trên video clip mà em đã chia sẻ thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 098 18 77 139 hoặc là số là 0908 44 95 95 để đi xem đất, xem sổ, gặp chính chủ thương lượng và chốt ngay ha. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Em là Hoàng, xin kính chào và hẹn gặp lại.